Kính chào cô bác anh chị, ngày hôm nay thì bên em Nhiên lại tiếp tục xả kho thanh lý cho cô bác anh chị mình. Đấy, và rất nhiều hàng mới lại tiếp tục về để phục vụ cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Rồi đầu like thì ngày hôm nay thì bên em Nhiên thanh lý cho cô bác anh chị mình này. Đây, cái đèn này là đèn ốp tường các bác nhá, đèn ốp tường. Thì cái này thì mất vỏ hộp rồi, nó bị xước sát như thế này. Đấy, thì cái này thì bình thường em bán là 85.000, thì nay em thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá là 70.000 các bác nhá. 70.000 này, đấy, 70.000 các bác này. Cái này thì sử dụng bằng năng lượng mặt trời, các bác có thể ốp vào bờ tường ở cổng này, đấy, hoặc bờ tường nhà mình. Giá là 70.000 các bác nhá. Rồi qua tiếp này, này. Còn duy nhất một cái đồng hồ các bác nhá. Còn duy nhất một cái đồng hồ này, cái này thì em sẽ thanh lý luôn cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nhá. Đấy, còn duy nhất một cái, duy nhất thôi này. Đấy, thanh lý cho các bác anh chị mình với giá là 80.000 này. Rồi qua tiếp này. Đấy, điện thoại các bác nhá. Điện thoại này, đấy, còn hai cái các bác nhá. Còn hai cái này thì em sẽ thanh lý cho các bác nào mà nhu cầu muốn mua này. Đấy. Cái này thì không có sạc nữa đâu các bác nhá. Đấy, em thanh lý cho các bác anh chị mình với giá là 50.000 một cái các bác nhá. 50.000 một cái này. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên vào số hotline các bác nhá. Đấy, có cả pin ở phía trong luôn. Các bác ở nhà mà có sạc thì các bác có thể cắm sạc vào cho em nhé. Nokia này, đấy, Nokia các bác nhá. Đấy, thanh lý nốt cho các bác với giá là 50.000. Đấy, rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy, ngày hôm nay thì em có về 1 kg tiếp trị ngứa này. Đấy, bác nào bị hắc lào, lông ben hay là bị ngứa ngáy, mần ngứa các bác nhá, thì các bác mua cho em cái lọ tiếp trị ngứa này cho em. Đấy, tiếp trị ngứa này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 các bác nhá. 30.000 một tiếp như thế này thôi, giá cực kỳ rẻ luôn các bác này. Đấy, còn bác nào mà nhu cầu về lục giác này, lục giác xịn sò các bác nhá, lục giác bi này, hàng của Nhật các bác này. Đấy, lục giác bi 7 màu các bác nhá, xịn sò các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 120.000 một bộ này. Rồi ngày hôm nay em có về một cái lô kéo của Nhật các bác này, kéo làm nhà bếp của Nhật các bác nhá. Đấy, xe ki này, đấy, của Nhật Bản này. Đấy, xe ki các bác nhá, của Nhật Bản. Giá chỉ có là 35.000 một cái thôi. 35.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo qua tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về kìm bấm chết ạ. Đấy, kìm bấm chết nhá, cái này kìm bấm chết của Mỹ này. Đấy, Krupman của Mỹ các bác nhá. Giá chỉ có là 100.000 một cái thôi. Còn như bác nào mà nhu cầu kìm bấm chết của Nhật này, này, thì giá là 140.000 các bác nhá. Kìm bấm chết của Nhật thì giá là 140.000. Tiếp theo em Nhiên qua tiếp này. Lam xích tròn các bác nhá, lắp cho máy mài một tấc các bác. Đấy, lam xích tròn lắp máy mài một tấc thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nhá. 55.000 thôi. Còn đây này, qua tiếp này, ổ cắm thái này các bác này. Ổ cắm thái thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 50.000 một ổ các bác nhá. Đấy, qua bên này thì tiếp theo cho em Nhiên này. Này, đây là búa cờ Mỹ các bác nhá. Bác nào mà lấy búa lùn này, phía trước thì là nhổ đinh mà phía sau là đóng đinh các bác nhá. Đấy, búa lùn này, búa lùn này thì bên em đang bán với giá là 50.000. Còn như bác nào mà lấy cán dài như thế này thì bên em Nhiên đang bán với giá là 65.000 các bác nhá. 65.000. Rồi chuyển tiếp qua cho cô bác anh chị mình cái dây đổi nguồn các bác này. Này, dây đổi nguồn nhá. Đổi nguồn từ điện 220 chuyển sang điện 110V. Điện 110V cái này thì xài cho máy mài, máy khoan, máy xay sinh tố này. Đấy, nói chung là những cái máy nào mà có cái mạch điện tử thì các bác không nên xài vì nó sẽ làm cháy các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 90.000 thôi. Đấy, dây đổi nguồn từ điện 200 sang điện 110 các bác nhá. Giá chỉ 90.000. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp này, dây xịt này. Đấy, dây xịt tăng áp nhá. Các bác đấu vào trong vòi nước cho em này. Đấy, dây xịt tăng áp về các bác rửa xe, tưới cây, tưới hoa, tưới cảnh này. Giá chỉ có là 90.000 một sợi thôi cô bác anh chị mình. 90.000 một sợi thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. 90.000 thôi. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp này, mũi khoan khoét này. Đây, mũi khoét các bác nhá. Cái này thì có tận 8 mũi các bác nhá, mũi khoét này. Đấy, và một bổ như thế này thì giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. 150.000 thôi các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Qua bên này cho các bác anh chị mình bếp điện các bác này. Đấy, bếp điện các bác. Cái này thì các bác nấu cho em tất cả các loại nồi luôn. Đấy, công suất của nó là 1.000W các bác nhá. Đấy, xài điện cực kỳ gọn nhẹ luôn. Các bác có thể mua về nấu ở trong nhà hàng hoặc là trong phòng trọ hoặc là ấy, mỗi lần mà ăn lẩu hay là có tám tiệc gì các bác có thể sử dụng cho em. Ấy, giá chỉ có là 130.000 thôi. 130.000 không kén nồi các bác nhá.
qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, chảo lòng sâu này, có cán cầm măng gỗ các bác này. Cái này thì các bác chiên cơm này, hoặc là các bác nấu thức ăn cực kỳ tiện, xào nấu gì cực kỳ tiện luôn các bác nhá. Đấy, chiều rộng của cái này thì tầm 32-33 cm gì gì đấy. Đấy, giá chỉ có là 85.000 một cái chảo lòng sâu như thế này thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, nồi lẩu, nồi hấp dành cho cả gia đình mình ăn. Đấy, ở dưới thì ăn lẩu mà trên thì hấp bánh, hấp hấp cái gì các bác hấp nhá. Đấy, giá chỉ có là 220.000 thôi cô bác anh chị mình. 220.000 thôi các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn. Tiếp cho cô bác anh chị mình này, cân tiểu ly này thì bên em về hai dòng này, một dòng bé và một dòng lớn này. Một dòng lớn thì cân 10 kg, mà dòng bé thì cân 5 kg các bác nhá. Đấy, dòng bé thì là giá là 50.000, còn dòng lớn này thì giá là 70.000 cô bác anh chị mình nhá. Siêu tốc để cho cô bác anh chị mình phục vụ Tết này. Đấy, ấm siêu tốc Comi hàng chính hãng các bác nhá. Siêu tốc Comi hàng chính hãng. Đấy, thì trước tiên thì em sẽ giới thiệu qua cho các bác anh chị mình cái dòng rẻ nhất này. Dòng rẻ nhất các bác nhá, Comi 301 nhá. Comi 301, cái này thì dung tích của nó là 1.8 lít này. Đấy, công suất của nó là 1.800W. Các bác ghi xem là Comi 301 chứ các bác nhá, giá là 125.000 thôi các bác nhá. 125.000 ấm siêu tốc Comi nhá, 301 này. Còn như bác nào mà lấy ấm siêu tốc Comi 304 thì cái này thì giá chỉ có đây là 145.000 các bác nhá. 145.000 này. Đấy. Siêu tốc Comi 304 giá là 145.000. Còn như bác nào mà lấy cái dòng mà 2 lít đấy, thì các bác ghi xem là Comi 303 các bác nhá, giá là 155.000 các bác nhá. 155.000. Rồi tiếp theo em qua tiếp này, nồi cơm điển Comi này. Này, cái này thì bên em là hàng chính hãng 1.8 lít, đặc biệt là cái nồi này cực kỳ dày luôn các bác anh chị mình. Đấy, chống dính các bác nhá. Chống dính này, các bác nhìn cái nồi là mê ly luôn các bác nhá. Đấy, bên em đang bán với giá chỉ có là 610.000 kèm theo này. Đấy, khay hấp luôn các bác anh chị mình. Kèm theo khay hấp luôn các bác nha. Đấy, quá rẻ luôn các bác nha. Giá chỉ có là 610.000 thôi. Tiếp theo em nhiên qua tiếp này. Đấy, cưa gập của Nhật Bản các bác nha. Cưa gập của Nhật Bản này bên em nhiên đang bán với giá là 75.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Đấy, cưa gập của Nhật Bản này. Rồi, tiếp theo em qua tiếp này. Búa này, búa lùn này. Búa lùn này thì giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy búa cờ cao này thì giá là 65.000 cô bác anh chị mình. Rồi, tiếp theo em nhiên qua tiếp này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Cưa xích các bác này, bổ 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy này. Đây, lam của nó đây các bác nhá. Đây, lam của nó là tầm 4 inch. Lam tầm 4 inch các bác nhá. Đây. Đấy, các bác còn muốn cưa cây hay là cưa ván thì các bác có thể mua loại này về xài cho em. Đấy, giá chỉ có là 350.000 thôi các bác nhá. 350.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nha. Rìu sói này. Đây. Rìu sói các bác nha. Đấy, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, cán cầm cực kỳ đẹp mê ly luôn các bác nha. Rìu sói thì bên em nhiên đang bán với giá chỉ có là 250.000 thôi cô bác anh chị mình. 250.000 này. Đây, em quay từng chi tiết một cho cô bác anh chị mình xem này. Đấy. 250.000 thôi cô bác anh chị mình nha. Kéo cắt tỉa hàng rào cô bác anh chị mình. Đấy, kéo cắt tỉa hàng rào các bác nha. Cái này thì mình thu ngắn thu dài đều được này, này ngắn dài nha các bác nha. Giá là 110.000 kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật các bác nha. Kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật này, giá là 110.000 này. Máy hàn mic không khí cô bác anh chị mình nhá. Hàng này là hàng Kingwell, hàng chính hãng cô bác anh chị mình. Cái này là mình không cần xài khí, mình xài cuộn thuốc các bác nhá. Và đợt này thì bên em có chương trình khuyến mại sẽ tặng kèm thêm một cuộn thuốc 1 kg cho cô bác anh chị mình khi mua máy hàn mic không khí này. Đây, tặng kèm một cuộn thuốc như thế này để cho cô bác anh chị mình về sử dụng nhá các bác nhá. Đi kèm này. Đấy, thì sẽ có dây hàn, kìm hàn, kẹp mát này. Đấy, lúc nào thì các bác mà muốn hàn que thì các bác bật sang chế độ hàn que cho em nhé. Còn nếu như các bác nào mà hàn cuộn thuốc 0.8 này, 1.0 thì các bác bật theo tương ứng cho em này. Đây, ok chưa? Rất dễ sử dụng luôn. Đấy, và đi kèm là sẽ có này, súng mic này. Đây, ok chưa? Đấy, và chương trình khuyến mại thì đợt này thì bên em sẽ tặng kèm một cuộn thuốc mà giá thì bên em đang bán với giá là 1.750.000 cô bác anh chị mình. 1.750.000 tặng kèm một cái cuộn thuốc như thế này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, mic không xài khí các bác nha. Đấy, cuộn thuốc thì về các bác bỏ vào đây. Đấy, ok chưa ạ?
Hoa tiếp cho cô bác anh chị mình nhá. Led 7 màu và led 1 màu này các bác này. Bác nào mà nhu cầu màu xanh thì các bác lấy màu xanh, màu vàng thì các bác lấy màu vàng nhá. Còn nếu như bác nào mà lấy 7 màu thì các bác lấy 7 màu nhá. Giá chỉ có là 180.000 thôi cô bác anh chị mình. Led này thì đèn nháy này thì dài 100m cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Gối massage các bác nhá. Đấy, cái này thì gần Tết rồi, cô bác anh chị nào mà nhu cầu mua về tặng ông bà cha mẹ mình thì các bác có thể sắm ngay cho em nhé. Giá chỉ có là 280.000 thôi. 280.000 một cái gối massage Okato nhé. Có đèn chiếu hồng ngoại luôn các bác nhá. Đấy, các bác để lên đầu giường là đến tối là các bác có thể massage cho em rồi. Quá khỏe luôn. Đấy, rồi tiếp theo em qua tiếp này. Gạt tần thuốc này. Đây, gạt tần thuốc các bác nhá. Cái này thì gia đình nào cũng sẽ phải sắm một cái. Đấy, giá chỉ có là 20.000 thôi. Thủy tinh trong suốt các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 20.000 thôi các bác này. Đấy, 20.000 này. Rồi, tiếp theo em nhân qua tiếp này. Đây, bác nào nhu cầu về máy massage này. Đây, máy massage cầm tay nhá. Cái này thì các bác ấn vào đây cho em này. Cái này thì có tần 4 đầu. Đấy. Đấy, đợt này thì bên em thanh lý giá cực kỳ bèo luôn. 180.000 thôi. 180.000 thôi, cô bác anh chị mình nhá. Máy cực kỳ khỏe các bác nhá. Đấy, rất nhiều cấp độ này. Đấy, rất nhiều cấp độ này. Giá chỉ có là 180.000. Còn nếu như bác nào mà nhu cầu nhiều đầu hơn thì các bác sắm ngay cho em cái máy massage này, nó nhiều đầu hơn các bác nhá. Đấy, cái này thì giá là 260.000 các bác nhá. Đấy, cái này thì 260.000 này. Đấy, bác nào nhu cầu lấy loại nào cũng được các bác nhá. Rồi, tiếp theo em qua tiếp này. Đấy, Tết đến rồi thì sắm ngay xem nồi lẩu này. Đấy, nồi lẩu các bác nhá, nồi lẩu gia đình ăn này và nồi lẩu dành cho một người ăn, hai người ăn này. Đấy, cái này vừa lẩu vừa hấp các bác có thể nấu mì cũng được luôn này. Đấy, nồi lẩu dành cho một người ăn này thì giá là 95.000. Còn nếu như bác nào mà lấy nồi lẩu vừa hấp dành cho đại gia đình mình ăn thì giá là 220.000 các bác nhá. 220.000. Rồi, tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Thắt lưng da cá sấu các bác nhá. Thắt lưng da cá sấu này, đấy, hàng nhập này. Đấy, cái này có hộp nguyên hộp đẹp cực kỳ mê ly luôn. Cái này các bác mua về biếu tặng quá ok luôn, hoặc là các bác xài là quá đẹp. Giá chỉ có là 150.000 thôi các bác anh chị mình. Một ổ khóa chống cắt 50mm bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 40.000. Đấy, ổ khóa này, kim này, kim đỏ đen các bác nhá. Kim đỏ đen các bác ghi cho em, kim đỏ đen 8 inch, giá chỉ có là 35.000. Kéo cắt cành của Nhật này. Đấy, kéo cắt cành của Nhật giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Kéo cắt cành của Nhật này 50.000 này. Búa cơ mỉ này. Đây, búa cơ mỉ bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 65.000 cô bác anh chị mình. Rồi, tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây, bơm đạp chân các bác nhá. Bơm đạp chân 2 ống, bơm bi Hàn Quốc nhá. Giá bên em đang bán với giá chỉ có là 230.000. Còn nếu như bác nào lấy Zakazaki của Nhật Bản 3 ống này. Đây, 3 ống các bác nhá. Đấy, có đồng hồ này. Đấy, giá chỉ có là 250.000. Đấy, 250.000 thôi các bác anh chị mình. Rồi, tiếp theo em nhiên qua tiếp này, bổ dao búc này. Đây, bổ dao búc các bác nhá, đi kèm là sẽ có này. 3 cái dao, một cái quét này và một cái này là cái để các bác đúc trứng theo khuôn này. Giá chỉ có là 55.000 một bộ thôi. 55.000 một bộ này. Rồi, tiếp theo em qua tiếp này, đèn đổi đầu một bóng các bác nhá. Đèn đổi đầu một bóng thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. 50.000 thôi. Rồi, tiếp theo em Nhiên qua tiếp này. Đấy, dây led các bác nhá. Led này là led 100m. Cái này thì bên em có màu xanh, 7 màu và màu vàng. Đấy, bác nào mà lấy màu nào thì các bác liên hệ cho em. Giá chỉ có là 180.000 thôi cô bác anh chị mình. 180.000 thôi nhá. Đấy, còn đây là đèn xoay này, đèn xoay vũ trường. Đấy, và khi các bác về xài thì cực kỳ tiện luôn. Chỉ cần dắt vào như thế này là nó tự động nó xoay rồi. Đấy, quá đẹp luôn. Giá chỉ có là 50.000 một đèn như thế này thôi các bác này. 50.000 một đèn thôi. Đấy, quá rẻ luôn cô bác anh chị mình. Còn bác nào nhu cầu đào này, thì các bác nào mà nhu cầu đào này, đầu nhảy này. Đấy, đầu nhảy này thì giá là 350.000 cô bác anh chị mình nhá. Rồi, tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây các bác nhá, sạc bình ắc quy nhá. Sạc bình ắc quy, cái này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có 95.000 thôi. 95.000 cái này thì nó có hiển thị phần trăm dung lượng quy pin trong ắc quy luôn. Giá chỉ có là 95.000 các bác anh chị mình. Rồi, qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Mổ mũi khoan tháp này. Đây, mổ mũi khoan tháp là có 2, 4, 6 mũi các bác nhá.
Và một bộ như thế này thì bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 100.000 các bác này. 100.000, còn như bác nào mà lấy cái bộ mùi khoan tháp 3 mùi, 3 mùi thì là giá là 90.000, còn bác nào mà lấy cái bộ mùi đỏ 6 mùi này thì giá là 100.000 cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Cào làm vườn đây cô bác anh chị mình, giá bên em đang bán với giá là 15.000 một cái các bác nhá, 15.000 một cái này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, khó ga các bác nhá. Khó ga thì bên em có hai loại các bác đây. Đây, loại này thì bên em đang thanh lý với giá là 40.000. Còn như bác nào mà lấy loại nhiều tiền hơn ấy thì loại này là 63.000 các bác nhá. Đấy, khó ga bên em là có hai loại như thế này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình giao vào gọt hoa quả của bác anh chị mình nhá. Đấy, đấy ở đầu này thì mình đánh bảy cá này. Còn ở trong này bao gọt hoa quả này, cái này thì mở bia này, giá chỉ có là 30.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, chảo tổ ong nhá, lòng cạn các bác nhá. Đấy, lòng của nó thì tầm 5 cm thôi. Đấy, chiều ngang của nó là tầm 28 cm. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi. 140.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình kim chỉ cô bác anh chị mình nhá. Ở trong này thì có hai tầng chỉ này. Đấy, ở phía trên này thì có kim và kéo này. Đấy, và thước các bác nhá. Đấy, giá bên em đang thanh lý với giá là 35.000 một hộp thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình máy rửa xe pin DW các bác nhá. Đấy, đi kèm là sẽ có là hai pin lớn các bác này, hai pin lớn này. Một sạc lớn này, đấy, kèm theo hai đầu súng này các bác nhá. Các bác muốn thay thế đầu súng nào cũng được các bác nhá. Đi kèm là dây này. Lọc rác này. Đấy, và đây là máy này. Đấy, rất ok luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhé. Giá chỉ có là 980.000 thôi cô bác anh chị mình nhé. 980.000 này. Đấy, các bác chỉ cần ấn vào là thay cái đầu này ra cho em này. Các bác rửa xe ô tô thì các bác ấn vào là được thôi này. Đấy, rất tiện lợi. Các bác mà đi du lịch mà muốn xách theo em này thì quá ok luôn. Giá chỉ có là 980.000 với một bộ như thế này thôi. Đầu bếp thì nó có rất nhiều chế độ này, 0 độ này, 15 độ này. Các bác xoay các bác nhá. Ở phía đầu này thì các bác xoay để chỉnh cái độ ra các bác này. Đấy. Rất tiện lợi, giá chỉ có là 980.000 thôi các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình một cái dòng quạt khu can cô bác anh chị mình. Cái này thì mình vừa xài pin này, vừa xài điện các bác nhá. Đấy, đây là xài pin này, bác nào mà sử dụng chân pin phổ thông này thì cô bác anh chị mình có thể xài cái máy này các bác nhá. Đấy, bộ đi kèm là sẽ có là một mã thân máy này. Em sẽ bỏ thêm cho cô bác anh chị một cục pin này, kèm theo một cái sạc như thế này. Đấy, cái này thì mình vừa cắm điện vào quạt và mình có thể sạc được cả pin luôn cô bác anh chị mình. Đấy, rất tiện và sử dụng các bác nhá. Và đợt này thì bên em sẽ tặng kèm cho cô bác anh chị mình một cái túi này. Một cái túi để đựng quạt luôn để các bác có thể đi du lịch mọi nơi cho em. Đấy, rất thích hợp cho bác nào mà ở nhà mà có trẻ nhỏ hay bỏ dưới chân giường này, hoặc là đi du lịch picnic này, hoặc là mình đi nằm viện như thế nào đấy thì cô bác anh chị mình có thể mua cái dòng quạt này. Cái này thì mình có thể xoay lên xoay xuống được này, hoặc là các bác có thể ngoắc lên cửa sổ cũng ok này, có móc đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, giá chỉ có là 860.000 thôi cô bác anh chị mình. 860.000. Và bây giờ thì em sẽ cắm cho cô bác anh chị mình xem này. Đây, đây là cái lỗ để cho cô bác anh chị mình cắm điện trực tiếp nhá. Đấy, nếu như bác nào mà không thích xài pin mà muốn cắm điện trực tiếp thì cô bác anh chị mình có thể cắm trực tiếp vào đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Và bây giờ em bật quạt này. Đấy, có cái tay nắm để xách luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Ở đây thì có cấp độ số để cho mình bật. Đấy, thích muốn mạnh nhẹ gì các bác có thể bật ở đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn nhá. Còn nếu như bác nào mà không thích xài điện này, đấy, không thích xài điện thì mình xài pin các bác nhá. Đây, bên em sẽ kèm theo cho cô bác anh chị mình một viên pin như thế này. Đấy, cực kỳ tiện này. Đấy, ok chưa? Đấy. Giá chỉ có là 860.000 thôi cô bác anh chị mình. 860.000 thôi các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. 860.000. Khi các bác xài xong này, khi các bác xài xong mà các bác muốn sạc thì các bác cũng có thể sạc trực tiếp ở đây luôn cho em này. Đấy, ok chưa? 860.000 thôi các bác anh chị mình. Nhanh tay các bác nhá, số lượng còn 5 cái nữa thôi các bác nhá. Qua tiếp cho các bác anh chị mình chống thấm các bác anh chị mình nhá. Đấy, một chai như thế này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi các bác anh chị mình. Bác nào bị tôn dột hay là tường nứt hay là gì thì các bác có thể sắm ngay cái lọ này về xịt vào cho em này. Đấy, giá chỉ có là 30.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Khuân tháp này, đấy,
bên em ngày hôm nay về một cái bổ này siêu chất siêu lì luôn cô cho cô bác anh chị mình. Đấy, mùi khoan này, đấy, mùi khoan tháp này. Cái này thì có 3 mùi khoan tháp và đấy, và thêm 3 mùi khoan thẳng như thế này nữa các bác nhá. Đấy, rất xịn sò luôn. Mà giá em Nhiên Thanh Lý với giá chỉ có là 100.000 một bộ như thế này thôi cô bác anh chị mình nhá. 100.000 một bộ thôi, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô dây dù các bác nhá. Đây, dây dù này thì giá chỉ có là 10.000 một cuộn thôi. 10.000 một cuộn thôi cô bác anh chị mình, giá là cực kỳ rẻ luôn các bác này. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Đấy, bác nào chốt liên hệ ngay cho em. Rồi, qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây. Đấy, thuốc chuột các bác nhá. Đấy, cái này mà cái này là thuốc chuột của Thái Lan. Đấy, chuột ăn vào thì nó sẽ tự động chết cho cô bác anh chị mình. Đấy, nó sẽ tìm nơi thoáng mát chứ nó không sẽ tìm ngóc ngách để chết đâu, nên các bác cứ yên tâm là nó sẽ không bị chết trong nhà đâu các bác nhá. Đấy, và một hộp thuốc chuột này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 25.000 thôi. 25.000 một hộp các bác nhá. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu bảy chuột này, đấy, bảy chuột các bác nhá, bảy chuột thông minh nhá, giá chỉ có là 15.000 thôi các bác nhá. Đấy, bảy chuột thông minh này giá là 15.000 này. Còn như bác nào ở nhà mình bị ruồi nhiều thì các bác có thể mua miếng dán này để cho ruồi nó bay vào, nó sẽ bị dính vào các bác nhá. Rẻ cực kỳ luôn cô bác anh chị mình ơi. Đấy, 10.000 một tệp như thế này, và một tệp như thế này sẽ có 10 miếng cho cô bác anh chị mình thoải mái sử dụng các bác nhá. Một tệp như thế này là có 10 miếng ở phía trong. Đấy, bác nào nhu cầu mà dính ruồi các bác có thể mua cho em loại này cho cô bác về mình xài này. Đấy, quá tiện các bác nhá. Đấy, rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, có bác nào nhu cầu này RB7 này thì bên em có hai dòng các bác nhá, một dòng bé và một dòng lớn này. RB7 dòng bé này, đấy, giá là 30.000 một lọ các bác nhá. 30.000 một lọ này. Còn nếu như các bác nào mà lấy dòng lớn này, đây, dòng lớn đây các bác nhá, 498ml này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình. Gấp đôi mà giá thì cực kỳ rẻ các bác nhá. Đấy, lượng gấp đôi mà giá chỉ có là 50.000 thôi. Còn đây là lò xịt chống thấm các bác nhá. Đấy, bác nào đang còn chờ xịt chống thấm thì các bác có thể đặt ở bên em này, giá chỉ có là 30.000 thôi. Đấy, ngoài xịt chống thấm ra thì bên em còn có băng keo chống dột luôn cô bác anh chị mình. Đấy, băng keo chống dột các bác nhá. Cái này thì bản 5cm thì bên em đang thanh lý với giá là 20.000. Còn như bác nào mà lấy cái bản 10cm thì bên em thanh lý với giá là 50.000 cô bác anh chị mình. Đấy, giá là cực kỳ rẻ cho cô bác anh chị mình rồi nhá. Đấy, tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Đấy, cái này là dụng cụ lấy cắt tỉa lông mùi này. Đấy, giá chỉ có là 40.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 40.000 thôi, cắt tỉa lông mùi này. Còn qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, đuôi đèn cảm biến các bác nhá. Đuôi đèn cảm biến này, đuôi đèn này thì cô bác anh chị nào mà có người già và trẻ nhỏ buổi tối hay đi vệ sinh này thì các bác có thể lắp ngay ở cửa nhà này, cửa buồng này, hoặc là cửa nhà vệ sinh cho em, hoặc hành lang đi lại. Đấy, người đi đến đâu thì đèn sẽ nó sẽ đỏ đến đấy. Đấy, và người đi qua thì nó sẽ tự động tắt cho cô bác anh chị mình. Đấy, và em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 60.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 60.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp này. Đây, băng keo dán điện nha các bác nhá. Hàng xịn, hàng tốt luôn cô bác anh chị mình. Đấy, hàng công ty luôn cô bác anh chị mình nhá. Giá chỉ có là 5.000 một cuộn thôi, băng keo điện này, giá chỉ có là 5.000 một cuộn này. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, đèn nháy này để phục vụ Noel, phục vụ Tết này, bên em về rất nhiều luôn. Đấy, nhưng mà để đấy lát nữa em sẽ giới thiệu cho cô bác anh chị mình. Đấy, trước tiên thì bên em sẽ qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, bộ ấm trà các bác nhá. Bộ này thì đi kèm là sẽ có 6 tách trà. Đấy, và đồ đựng trà đây cô bác anh chị mình. Đấy, và đây là ấm này. Đấy, bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 140.000. Các bác có thể mua về làm quà tặng hoặc là các bác xài cũng ok lắm các bác nhá. Đấy, cái hộp này các bác này. Đấy, các bác làm quà tặng là quá xịn sò luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 140.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, đèn. Đấy, đấy, đèn này thì trang trí sân vườn cho em các bác nhá. Đấy, đèn trang trí sân vườn cho em này. Đấy, cái này thì các bác có thể đi chơi picnic cho em nhá. Giá chỉ có là 120.000 thôi. Đèn bảo các bác nhá. Đèn bảo đây các bác này. Đấy, có chỉnh ánh sáng tối sáng cho cô bác anh chị mình. 120.000 thôi cô bác anh chị mình này. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. Quá rẻ này. Đấy, còn đây là dây đèn led 10m các bác nhá. Dây đèn led 10m các bác có thể kết nối USB này, nó sẽ nhấp nháy theo nhạc cho cô bác anh chị mình. Kết nối điện thoại này. Đấy,
Đầu dắt là đầu dắt USB này, các bác có điều khiển remote từ xa luôn. Và mình có thể là kết nối qua điện thoại cho các bác luôn nhá, kết nối với Bluetooth này. Đấy, giá chỉ có là 90.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, em sẽ bấm này. Đấy, cực kỳ tiện các bác nhỉ. Đấy, các bác muốn nhanh chậm gì thì các bác có thể điều chỉnh này. Đấy, ok chưa? Đấy. Đấy, đẹp chưa? Đẹp lung linh. Cái này dây của nó là tần 10m các bác nhá. Em để chế độ auto này. Đấy. Đấy, các bác thích chuyển màu gì thì các bác chuyển nhá. Giá chỉ có là 90.000 thôi. Đấy, 10m các bác nhá, 10m này. Đấy, và một cái cuộn như thế này là 10m các bác kết nối điện thoại cho em nhá. Đấy, rất ok luôn. Còn như bác nào mà không thích loại đấy thì các bác có thể sử dụng cái đèn xoay vũ trường này cho em. Đèn xoay vũ trường này thì bên em Nhiên đang bán với giá là 50.000 thôi. Đấy, các bác có thể lắp ở ngay cái cửa nhà hoặc là trong phòng ngủ của mình. Đấy, cực kỳ đẹp các bác nhá. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô bóng đèn nháy này. Đấy, các bác thích màu vàng, màu xanh này hoặc là 7 màu các bác nhá. Màu vàng, màu xanh, 7 màu này. Đấy, quá tiền các bác này. Thích nháy thì nháy mà thích dừng thì dừng các bác nhá. Đấy. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy. Bên em Nhiên đang thanh lý giá chỉ có là 180.000. Và dây led này thì bên em đang dài của nó là 100m các bác nhá. Đấy, 7 màu này, màu vàng này, màu xanh này. Đấy, giá chỉ có là 180.000 thôi các bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp này, bếp ga du lịch các bác nhá. Đấy, bếp ga du lịch thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bếp ga du lịch các bác nhá, 80.000 thôi. Còn đây là bóng đèn này. Đấy, đèn này là đèn ốp tường. Đèn ốp tường, ốp cổng này sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, ban ngày thì nó sẽ nộp điện vào, ban đêm thì nó sẽ phát sáng cho cô bác anh chị mình. Đấy, các bác che lại để kiểm tra hàng này. Đấy, che lại các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 85.000 thôi cô bác anh chị mình nhá, 85.000 thôi. Đấy, còn đây là bộ bài vàng. Bộ bài vàng thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Bộ bài vàng các bác nhá, giá chỉ có là 35.000 thôi, quá rẻ này. Tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình cân tiểu ly nhá. Cân tiểu ly thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000. Cái này thì mình cân từ 5kg đổ xuống các bác nhá, cân từ 5kg đổ xuống này. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, khay đựng thức ăn này. Đây, khay đựng thức ăn này các bác cất trong tủ lạnh các bác nhá. Đấy, cái này thì gồm có 5 cái từ bé cho đến lớn này, kích cỡ là 16, 18, 20, 22, 24. Và cái kích cỡ ngoài này là lớn nhất này, 24 này. Đấy, và bé nhất thì nó nằm ở phía trong các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. 140.000 thôi. Đấy, rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái bộ đấy, bắn vít các bác nhá. Đây, bộ bắn vít này. Đấy, bộ này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 200.000 thôi. Cái này thì mình có thể đảo chiều được này, đẩy lên thẳng đứng được này. Đấy, cái này thì 4,2V. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 200.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Khoan này 21V, 21V đất mắc nha các bác nha. Một pin, một sạc và một thân máy và kèm theo phụ kiện. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 300.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. 300.000 một bộ thôi. Đấy, quá rẻ các bác nha. Cái này thì các bác về phân tường các bác nhá. Phân tường này, bắn vít này, bắn tôn này. Đấy, quá tiền luôn. Giá chỉ có là 300.000 thôi các bác anh chị mình. Còn như bác nào mà xài hàng điện này thì bên em có khoan Kimco Naki này của hàng Nhật Bản các bác nhá. Đầu 13 ly và kèm theo phụ kiện. Giá chỉ có là 280.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô máy thổi bụi hút bụi của Kutan, hàng của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, cái này thì công suất của nó là 750W. Cái này thì nó hai chức năng. Đấy, vừa hút vừa thổi cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 200.000 thôi cô bác nhá. Đấy, 200.000. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái đèn này. Đấy, đèn tay cầm đen các bác nhá. Đấy, cực kỳ sáng luôn. Giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, mình kiểm tra được cái dung lượng pin còn hết này. Đấy, giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 75.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình này. Đấy. Chảo tổ ong các bác nha. Đấy, lòng sâu luôn các bác nha. Đấy. Cái này thì nó sẽ tầm rớt vào hay mấy, nói chung tầm 30 hoặc 32 gì đấy. Giá chỉ có là 140.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy lòng sâu 2 quai này, lòng sâu 2 quai nha các bác nha. Đấy, tầm 28cm này thì giá chỉ có là 120.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây. Đấy, bác nào nhu cầu về ấm cúc cu các bác nha.
ấm cúc cu này, ấm siêu tốc cúc cu này, giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình, ấm siêu tốc cúc cu này. Còn như các bác nào nhu cầu fix này, fix của cúc cu này, đấy, fix này là dung tích của nó là 3 lít các bác nhá. Đấy, các bác cắm để các bác để ngay phòng khách luôn cũng được. Đấy, giá chỉ có là 180.000 thôi. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy, đèn 4 cánh các bác nhá. Đấy, đèn 4 cánh này. Cái này thì các bác vừa sạc này vừa sử dụng được năng lượng mặt trời luôn. Giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. 75.000 thôi các bác nhá. Còn đây là bóng đèn 50W này. Đấy, bên em về một cái lô rất nhiều luôn. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bóng đèn 50W giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Đấy, bóng đèn 50W này giá chỉ có là 50.000. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Còn như bác nào mà nhu cầu về bóng 10W này, đấy, thì giá là 15.000 cô bác anh chị mình nhá. Bóng 10W thì giá chỉ có là 15.000 thôi. Đấy, giá là cực kỳ rẻ các bác nhá. Giá là cực kỳ rẻ luôn. 10W này 15.000 này. Đấy, ok chưa? Giá cực kỳ rẻ. Đuôi đèn này, đuôi đèn fix này cắm này giá chỉ có là 5.000 một cái các bác nhá. Đuôi đèn cắm là 5.000 một cái này. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị máy hút bụi thuộc bụi của Nhật Bản các bác nhá. Đây, giá chỉ có là 180.000 thôi. Sau này là các bác thổi này, đứng trước là các bác hút nhá. Giá chỉ có là 180.000 cô bác anh chị mình. Đấy, tiếp theo em qua tiếp này. Đấy, thân máy cơ kiếm các bác nhá. Đấy, bên em đang thanh lý với giá là 410.000. Đấy, thân máy cơ kiếm này 410.000. Đấy, còn đây là tưới cây xịt cây 2 lít này, giá là 60.000 các bác nhá. Bơm đạp chân này. Đấy, bơm đạp chân nhá, 2 ống nhá. Giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, còn đây là ổ khóa chống cắt chống trộm này, 60mm các bác nhá. Đấy, giá là 100.000. Lưỡi cắt đa năng, cắt mỏi sắt gỗ đá gì cũng được hết. Giá chỉ có là 50.000. Đấy, 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Lưỡi cắt đa năng này. Cái này là lưỡi cắt đa năng, còn đây là lam xích tròn, giá chỉ có là 55.000 thôi. Khò ga thì bên em đang thanh lý với giá là 40.000 cô bác anh chị mình. Đấy, mỏ hàn chì này giá là 40.000. Chì hàn cũng là giá là 40.000 cô bác anh chị mình nhá. Rồi cô bác anh chị nào nhu cầu về đá cắt ạ, đá cắt của máy cắt sắt loại lớn các bác nhá. Đấy, bộ 5 lưỡi thì giá chỉ có 165.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 5 lưỡi giá là 165.000 này. Đấy, còn đây là dao này, dao thái các bác nhá, 55.000 một cái các bác nhá. 55.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Ổ cắm Thái Lan này bên em đang thanh lý với giá là 50.000. Còn đây là fix này, fix kèm chuôi của nó này. Đấy, 2m các bác nhá, 2m dây này, giá chỉ có là 25.000 thôi. Còn đây là dây đổi nguồn này, dây đổi nguồn này thì em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 90.000 này. Mài dao ba khe, đấy, giá chỉ có là 25.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Mài dao ba khe là 25.000 này. Đấy, còn đây là mũi vít này giá là 2.000 một cái. Và đầu tôn này giá là 2.000 một cái các bác nhá. Mũi khoan thì 15.000 một đôi này. Đấy, mũi khoan này giá là 15.000 một đôi của bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình phun sơn này, Techmax nhá. Đấy, giá chỉ có là 450.000 thôi cô bác anh chị mình. Phun sơn Techmax này giá chỉ có là 450.000. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình nhá. Đây, kềm này, kềm bải vàng này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. Còn đây là kéo cắt cành của Nhật này, bên em Nhiên thanh lý với giá cũng chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy, vít hai đầu này, vít tăng hai đầu nhá. Vít tăng hai đầu của bác anh chị mình, các bác có thể đổi chiều sang như thế này cho em. Giá chỉ có là 10.000 thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp này, đĩa này, đĩa trưng bày hoa quả để cho các bác đi hay đi thờ cúng này, để xếp tầng xếp lớp lên các bác nhá. Giá chỉ có là 75.000 thôi cô bác anh chị mình. Đĩa inox này. Đấy, đĩa inox các bác nhá, giá chỉ có là 75.000 thôi. Đấy, 5 đĩa các bác nhá. 2 4 5 này. Còn đây là cạy kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật Bản, giá là 110.000. Đấy, bóc cơ nâng cơ này. Đấy, bên em Nhiên thanh lý với giá là 40.000 này. Búa này, búa cờ mỉ các bác nhá. Búa cờ mỉ thì bên em có hai dòng, dòng ngắn như thế này thì 50.000, còn dòng dài thì bên em đang thanh lý với giá là 65.000. Qua tiếp cho các bác anh chị này, bút lấy dấu này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, bút lấy dấu là 50.000. Tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, lam xích các bác nhá. Đấy, bổ hai pin, một sạc và một thân máy này. Giá của em nó là 350.000.
350.000. Đấy, 350.000 cô bác anh chị mình nhá. 350.000 này. Đấy, còn như bác nào nhu cầu về máy rửa xe pin các bác nhá. Rửa xe pin, một pin, một sạc và một thân máy. Đấy, pin trong này là pin 5 cell các bác nhá. Pin 5 cell này. Đấy, một pin, một máy, một sạc này, giá chỉ có là 260.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 260.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này, bổ dầu bốc này. Ai bộ dầu bốc thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 55.000 một bộ, mà có các bác có tận 5 món các bác nhá. Đấy, bộ dầu bốc này 5 món mà có mà giá chỉ có là 55.000 thôi. Còn ổ mùi này, đây. Bộ mùi khoét này, đấy, giá là 150.000 cô bác anh chị mình nhá. Bộ mùi khoét này giá là 150.000. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị này. Đây. Bên em có cái đèn vừa quạt này. Đây, vừa đèn vừa quạt các bác nhá. Cái này thì sạc được năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đầu này là đèn, đầu này là quạt các bác này. Đấy. Các bác có thể sạc được cả điện thoại luôn. Giá chỉ có là 100.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Đấy. Quạt này, đấy, giá 100.000 các bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Sau đây thì em sẽ test máy hàn cho các bác anh chị mình. Đấy, que 2 ly 6 và 3 ly 2 đây các bác anh chị mình. Đấy, trước tiên thì em sẽ test que 2 ly 6 trước các bác anh chị mình nhá. Máy hàn Lincoln này, ARC 220E giá chỉ có là 680.000 thôi các bác anh chị mình này. Đấy, em test thực tế cho cô bác anh chị nào mà nhu cầu muốn mua các bác nhá. Đấy, quá khỏe luôn cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì các bác hàn que 2 ly 5, 2 ly 6 thì các bác hàn cả ngày cho em. Đấy, còn que 3 ly 2 thì các bác hàn số lượng thôi cô bác anh chị mình, 15 đến 20 que một lần thôi các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 680.000. Siêu khỏe. Đây, còn đây là que 3 ly 2 này. Thì đi kèm sẽ có một cái cò xỉ nữa các bác anh chị mình nhá. Kèm theo một cái cò xỉ như thế này để lúc mà các bác hàn xong là các bác có thể đánh này. Đấy, đập kia mối hàn ra các bác anh chị mình nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, bác nào mà nhu cầu chốt này, máy hàn Lincoln này của Đức này, đấy, giá chỉ có là 680.000 thôi các bác anh chị mình. 680.000 thôi các bác nhá. Qua tiếp cho các bác anh chị mình. Đấy, dây đèn led này, đầu dắt USB, cái này thì các bác nó sẽ nhảy theo nhạc cho cô bác anh chị mình. Đấy, kết nối Bluetooth này. Đấy, kết nối qua app của điện thoại này. Đấy, các bác có cả remote điều khiển từ xa luôn. Và dây này thì dài của nó là 10m cô bác anh chị mình. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 90.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn cho cô bác anh chị mình. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình khoan ba chức năng này. Đấy, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 550.000 thôi. Ba chế độ khoan, khoan búa và búa này. Đấy, giá chỉ có là 550.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Thắt lưng ra cá sấu các bác anh chị mình nhá. Dây cực kỳ mềm luôn. Đấy, dây mềm các bác nhá. Hộp cực kỳ đẹp luôn các bác anh chị mình. Đấy, hàng này hàng nhập. Đấy, giá chỉ có là 150.000 thôi. Các bác mua về biếu quà, biếu ông, biếu bà cho em nhá. Đấy, hoặc là các bác đem sử dụng cực kỳ đẹp sang chảnh luôn các bác anh chị mình. 150.000. Cô bác anh chị mình cái lô thùng các bác nhá. Đấy, thùng bé, thùng vừa, thùng lớn này.
Ấy, bác nào nhu cầu chốt thùng nào thì cứ liên hệ ngay cho em nhá. Thùng bé này, ngang này, dài này, dài là tầm 35 này. Đây, dài là tầm 35 các bác nhá. Đấy, còn như chiều rộng của nó này. Đây, chiều rộng của nó là tầm 17. Là giá là 150.000. Còn như bác nào mà lấy thùng lớn hơn thì dài của nó là 40 này. Đây, 39 40 nhá, 40 này. Đấy, rộng của nó này. Đây, rộng của nó là tầm 20 này. Giá thì chỉ có là 190.000. Còn như đây là thùng lớn các bác nhá. Thùng lớn này. Thùng lớn này thì chiều dài của nó là 42 43 này. Đây, 42 43 các bác nhá. Đấy, và chiều ngang của nó này. Đây. Chiều ngang của nó là tầm 23 24 gì đấy. Giá là 250.000. Đấy, phía trên là sẽ có là một nấc để các bác bỏ những cái vít này. Đấy. Hai bên là sẽ có hai bên như thế này hết các bác nhá. Và phía trong thùng các bác này, phía trong thùng là sẽ có một cái khay đựng như thế này. Đấy, các bác có thể bỏ đồ nghề ở trên này, phía dưới thì các bác có thể bỏ đồ nghề vào trong. Đấy, thùng bé này giá chỉ có là 150. Thùng 40 cm này thì giá là 190. Còn những cái thùng 42, 43 cm này thì giá là 250.000 các bác anh chị mình nhá. Nào nhu cầu về máy hàn rẻ này thì chuyên hàn que 2.6 thì các bác có thể sử dụng cái dòng MMA 200 Botex các bác nhá. Dây hàn kìm hàn kẹp mắt cũng đầy đủ cho em luôn các bác này. Này, ok chưa? Và giá thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 650.000 thôi các bác nhá. 650.000 thôi, giá là siêu rẻ cho các bác anh chị mình rồi. Đấy, MMA 200. Đấy, giá là 650.000. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên, hàng của Nhật Bản nhá. Cô bác anh chị nào có nhu cầu về bình 8 lít và bình 10 lít đựng nước các bác nhá. Bình này thì bình giữ nhiệt, cái này thì bác nào mà gia đình mà đông người ấy, hoặc là các bác làm hàng quán gì thì sắm ngay một cái bình như thế này. Bình 8 lít thì bên em đang treo với giá là 220.000. Còn nếu như bác nào mà lấy bình 10 lít thì giá là 250.000 cô bác anh chị mình nhá. 8 lít là 220, còn là 10 lít thì sẽ là 250. Có vòi để mình xả nước ra này. Cái này là giữ nhiệt cô bác anh chị mình. Ngày hôm nay thì em có về một cái lô khoan 13 ly DW các bác nhá, đầu Autolock. Hàng này thì sẽ có là hai viên pin, một sạc và một thân máy. Motor từ không chuyển than các bác nhá, đầu 13 ly. Đấy, 20 cấp độ trượt này, 3 chế độ khoan bắn vít vào búa này, hàng từ này. Không có giá nào rẻ hơn hôm nay nữa các bác nhá, 760.000 các bác nhá. 760.000 này sẽ được hai viên pin 10 cell, một sạc của một thân máy này, motor từ không chuyển than các bác nhá. Qua tiếp anh chị mình cái lô đá cắt đa năng các bác nhá. Cái này thì mình về cắt sắt, cắt gỗ, cắt đá gì cũng được hết này. Đấy. Quá ok luôn, giá chỉ có là 50.000 một lưỡi thôi. Lưỡi cắt đa năng này. Đấy. Còn bác nào nhu cầu về cắt ống nước thì các bác có thể sử dụng cái kéo cắt ống nước thêm. Kéo cắt ống nước thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn như đây là cái dụng cụ cắt tỉa lông mũi, bên em đang thanh lý với giá là 40.000 các bác nhá. Khóa số chữ U các bác nhá. Khóa số chữ U bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn đây là dụng cụ cắt sên này. Sên xe các bác nào mà trùng ấy thì các bác có thể sử dụng cái dụng cụ cắt sên này. Giá cũng chỉ có là 80.000 thôi các bác anh chị mình. Dụng cụ cắt sên này giá là 80.000 các bác nhá. Đấy, quá rẻ. Qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Búa này, búa cờ mì. Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 65.000 thôi các bác anh chị mình. 65.000 thôi các bác nhá. Đấy, búng mực này. Đấy, búng mực bên em đang thanh lý với giá là 50.000 các bác nhá. Búng mực này giá là 50.000. Tiếp theo em qua cho cô bác anh chị một cái dòng máy thổi bụi công nghiệp cô bác anh chị mình. Và cái dòng này là dòng điển các bác nhá. Điển các bác này, cái này thì dây dài của nó là tận 5m các bác nhá. Dây dài là tận 5m và có điều tốc ở đây luôn. Giá chỉ có là 960.000 thôi. 960.000 thôi các bác nhá. Hàng này là hàng chính hãng của Hukan. Đấy, 960.000 cái này thì các bác mua về thổi lá thoải mái cho em đấy. Cái này là thổi bụi công nghiệp, công suất là 3.500W các bác nhá. 960.000 thôi, đấy, cực kỳ lớn luôn. Đấy, bác nào nhu cầu về thổi bụi công nghiệp này thì các bác có thể sử dụng cái dòng này cho em. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nhá. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu về cái dòng mà thổi bụi của Hukan này, cái loại nhỏ này thì các bác có thể sử dụng cái loại này cho em này. Đấy. Cái loại này thì các bác vừa hút vừa thổi cho em nhá. Vừa hút thì các bác quay cái đầu này vào đây cho em này. Còn nếu như các bác thổi thì các bác lắp vào đây cho em nhá. Cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 340.000 thôi.
340.000 thôi cô bác anh chị mình. Đây, 340.000 là như thế này các bác nha. 340.000 thôi, bổ hu can các bác này, 340.000. Nồi chiên không dầu 12 lít cô bác anh chị mình. Đấy. Nồi xa men hàng chính hãng các bác nha. Nồi xa men hàng chính hãng này em Thanh Lý giá chỉ có là 620.000 thôi. Đấy, ok chưa? Đấy, nồi xa men hàng chính hãng, cái màu cực kỳ xuất sắc luôn. Nói chung là cái này thì màu ngẫu nhiên thôi cô bác anh chị mình, xa men các bác nha. Công suất là 1.500W này. Đấy, 12 lít này có hai núm chỉnh đây các bác nha. Cái này chỉnh thời gian, còn cái này là chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây, bổ nồi 3 món các bác nhá, của hàng Carmen này. Đây. Hàng Carmen các bác này này, các bác nhìn thấy chắc chắn đẹp đẽ chưa? Đấy, bổ nồi 3 món này thì bên em đang thanh lý với giá là 380.000. Một nồi là 18 sen, nồi này là 18 sen này. Đây các bác này. Đây. Đấy, thì dung tích của nó là 2.7 lít. Một nồi này là 3.8 sen này. Đấy. Nhà cái nồi này là 3.8 lít. Đấy. Chiều rộng của nó là 20 sen, còn cái nồi lớn nhất là 22 sen các bác nha. 22 sen 4.7 lít này. Đấy, bộ ba nồi này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 380.000. Còn như bác nào nhu cầu cái bộ nồi Carmen loại lớn này, cái nồi này là nồi Angerbet, hàng này là hàng của Đức. Đấy. Bộ này thì bên em đang thanh lý với giá là 750.000, một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món các bác nhá. 6 món, đấy, giá chỉ có là 750.000 thôi. Đấy, quá rẻ cô bác anh chị mình. Tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, massage cánh bướm này. Massage cánh bướm thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi. Tiếp tục em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô thùng các bác nha. Đấy, thùng bé, thùng vừa, thùng lớn này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thùng nào thì cứ liên hệ ngay cho em nhá. Thùng bé này, ngang này, dài này, dài là tầm 35 này. Đây, dài là tầm 35 các bác nhá. Đấy, còn như chiều rộng của nó này. Đây, chiều rộng của nó là tầm 17. Là giá là 150.000. Còn như bác nào mà lấy thùng lớn hơn thì dài của nó là 40 này. Đây, 39 40 nhá, 40 này. Đấy, rộng của nó này. Đây, rộng của nó là tầm 20 này. Giá thì chỉ có là 190.000. Còn như đây là thùng lớn các bác nhá. Thùng lớn này. Thùng lớn này thì chiều dài của nó là 42 43 này. Đây. 42 43 các bác nhá. Đấy, và chiều ngang của nó này, đây. Chiều ngang của nó là tầm 23 24 gì đấy. Giá là 250.000. Đấy, phía trên là sẽ có là một nắp để các bác bỏ những cái vít này. Đấy. Hai bên là sẽ có hai bên như thế này hết các bác nhá. Và phía trong thùng các bác này, phía trong thùng là sẽ có một cái khay đựng như thế này. Đấy, các bác có thể bỏ đồ nghề ở trên này, phía dưới thì các bác có thể bỏ đồ nghề vào trong. Đấy, thùng bé này giá chỉ có là 150. Thùng 40 sen này thì giá là 190. Còn như cái thùng 42 43 sen này thì giá là 250.000 cô bác anh chị mình nhá. Cô bác anh chị nào có nhu cầu về bình 8 lít và bình 10 lít đựng nước các bác nhá. Bình này thì bình giữ nhiệt, cái này thì bác nào mà gia đình mà đông người ấy, hoặc là các bác làm hàng quán gì thì sắm ngay một cái bình như thế này. Bình 8 lít thì bên em đang treo với giá là 220.000. Còn nếu như bác nào mà lấy bình 10 lít thì giá là 250.000 của bác anh chị mình nhá. 8 lít là 220, còn là 10 lít thì sẽ là 250. Có vòi để mình xả nước ra này. Cái này là giữ nhiệt của bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, máy sấy tóc Nova các bác nha. Cái này thì các bác có thể mua về cho các con mình ở nhà sấy tóc này. Đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Hoặc là các bác có thể đưa đi du lịch picnic khắp nơi cho em, bỏ trong vali là cực kỳ tiện các bác nha. Giá chỉ có là 35.000 thôi các bác anh chị mình. 35.000 thôi, cực kỳ rẻ luôn các bác nha. Đấy, ngày hôm nay thì bên em thanh lý cho cô bác anh chị mình một cái lô rắc hơi các bác nha, về rất nhiều luôn. Đấy, giá chỉ có là 70.000 một bộ như thế này thôi. Cái này thì nó sẽ có kích cỡ từ bé cho đến lớn như thế này luôn các bác này. Rất dễ sử dụng cô bác anh chị mình nha. Đấy, giá chỉ có là 70.000 thôi. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, dao cẩu râu này. Này, cẩu râu các bác nha. Máy cẩu râu này thì đợt này em đang thanh lý vì giá chỉ có 100.000 thôi. Các bác muốn tỉa râu thì ấn nút một bên này. Đấy. Tỉa râu này. Còn nếu như muốn cạo mịn thì các bác bật cái chế độ này lên cho em.
Đây cực kỳ tiện các bác nha. Giá chỉ có là 100.000 thôi. Cái này thì mình hết pin thì mình sạc điện cho em này. Đấy, ok chưa? Rồi, em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Một cái lô máy xay thịt xay cá 2 lít các bác nha, kitchen nha các bác nha. Xay thịt xay cá này bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu về máy xay thịt này, đấy thì giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nha. Dung tích là của nó là 2 lít các bác nha. Đấy, ok chưa? Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình nha, bộ làm neo làm móng các bác nha. Đấy, giá trị 70.000 một bộ mà đầy đủ phụ kiện luôn các bác nha. 70.000 một bộ này các bác mua về cho chị em hoặc là vợ con mình xài nhá. Đấy, quá ok luôn. Máy cắt sắt Bikama các bác nha. Đấy, cái dòng này thì sử dụng lưỡi 355. Đấy, cái này hàng của công ty, hàng của Nhật Bản các bác nha. Đấy, công suất của máy là 2.500W. Thì cái này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 1.600.000 thôi các bác nha. 1.600.000 này với dòng máy cắt sắt Mikawa này. Đấy, 1.600.000 này. Qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô khoan pin 10 ly Hitachi, 3 chế độ khoan bắn vít và búa và 25 cấp độ trượt và 2 chế độ nằm mảnh nhẹ nằm ở trên lưng như thế này. Đấy, bộ 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy. Đấy, cực kỳ rẻ luôn, giá chỉ có là 550.000 thôi. Đi kèm là sẽ có là phụ kiện này, đầu típ này, đấy, dây lắp léo này, đầu vít này, mũi khoan này. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nhá, giá là 550.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình ghi lô súng bắn đinh ti các bác nhá. Đấy, súng bắn đinh ti này. Cái này thì kèm theo kính này, một lò nhớt nữa. Súng bắn đinh ti bên em đang bán với giá là chỉ có là 480.000 các bác nhá. 480.000 này, bác nào nhu cầu mà bắn lan hàm trần thạch cao hoặc là muốn bắn một cái đinh gì nó cho chắc chắn thì các bác sử dụng súng bắn đinh ti này cho em. Giá chỉ có là 480.000 thôi các bác nhá. Qua tiếp cho các bác anh chị mình một cái lô đồng hồ Ampekin các bác nha. Đấy, có đồng hồ hiển thị luôn cô bác anh chị mình. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đợt này thì em thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi các bác nha. 130.000 thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn. Bác nào nhu cầu chốt đồng hồ Ampekin này thì liên hệ ngay cho em nhé. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái đèn dạ camera nhé. Đấy, cái đèn này thì lúc người đi ngang qua là nó sẽ tự động phát sáng và đặc biệt là sử dụng bằng năng lượng mặt trời cô bác anh chị mình. Ban ngày thì nó hấp thụ năng lượng mặt trời, ban đêm thì nó sẽ phát sáng cho cô bác anh chị mình. Đấy, cực kỳ sáng, các bác lắp ở hành lang hoặc cổng cho em này, cực kỳ tiện lợi luôn, giả camera các bác nhá. Còn có cả remote điều khiển từ xa luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 100.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. Tiếp cho cô bác anh chị mình bơm đôi đỏ các bác nhá, có đồng hồ hiển thị này, giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái máy xay thịt các bác nhá. Đấy, xay thịt thủ công này. Đấy, cô bác anh chị mình muốn ở nhà xay thịt thì cô bác anh chị mình sử dụng cái sản phẩm này cho em các bác nhá. Đấy, cái này thì các bác quay bằng tay này, các bác bỏ thịt vào đây các bác nhá. Bỏ thịt vào đây và xoay ra này. Đấy, thịt sẽ được nghiền nhỏ lại các bác này. Giá chỉ có là 130.000 thôi. Còn cái này thì các bác kẹp vào bàn cho em này. Đấy, cái này thì các bác kẹp vào bàn nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, rất tiện lợi, giá chỉ có là 130.000 thôi. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình phích nước 3 lít các bác nha. Cái này thì các bác cắm điện, các bác để trên bàn uống nước này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Phích nước 3 lít Cucu của Hàn Quốc này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 180.000 thôi các bác nha. 180.000 này, cái này thì dung tích là 3 lít này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái bộ Lego xếp hình cô bác anh chị mình nhá, 520 chi tiết. Đấy, cái này thì các bác mua về cho con em mình để không phải sử dụng điện thoại nữa này. Đấy, xếp các hình này theo trí tưởng tượng của con em mình này. Đấy, giá chỉ có là 110.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái bộ vali khoan này, 10 vali này, có điều tốc ngay chân cò luôn các bác nhá, có phụ kiện đầy đủ các bác này. Đấy, có kềm này, có mỏ lết, có búa tô vít này, bút thử điển này. Đấy, dao lọc giấy này. Đấy, thước mét này. Đấy, bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 450.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. 450.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn. Mua làm xích
bên em bán cho cô bác anh chị mình kèm luôn các bác nhá. Đấy, khi các bác mua máy mài thì bên em bán cho các bác anh chị mình bộ lam xích này giá chỉ có là 120.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. Lam 12 inch các bác nhá, lam 12 inch này. Máy mài thì giá là 350.000 tặng kèm 10 lưỡi đá cắt sắt này, tặng kèm một cái tu vít này. Rồi ok các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Quạt này, quạt tích điện các bạn, cái này thì cô bác anh chị mình đi du lịch picnic gì cũng tiết rất tiện, bỏ trong ba lô túi sách này hoặc là các bác bỏ trên bàn làm việc, bỏ trên bàn làm việc hoặc là bàn học cho em nhá, cực kỳ tiện này, có tay cầm luôn này. Đấy, ok chưa? Gập lên gập xuống thoải mái cho em này. Đấy, cái này thì nó là 2 trong 1, vừa đèn vừa quạt cô bác anh chị mình, sạc điện là sạc điện 220V. Đấy, đây là quạt này. Đấy, giá chỉ có là 160.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 160.000 này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái dòng máy mài Futa cô bác anh chị mình nhá. Đấy, con này thì công suất của nó là 980W, dùng đá 1 tấc này. Đấy, ngày hôm nay thì em thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 290.000, còn được tặng kèm thêm 5 viên đá cắt nữa cô bác anh chị mình nhá. 5 viên đá cắt và một bút thử điểm nữa cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu về máy mài Futa thì các bác liên hệ ngay cho em nhá. Đấy, ok chưa ạ? Máy mài tay dài này, bóp này. Cái này mà bác nào ở bên xây dựng hay ốp trần thạch cao thì cô bác anh chị mình có thể sắm loại này về xài cô bác anh chị mình, số lượng có hạn này. Đấy, bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ 690.000 thì bao gồm là một thân máy này, một hộp này, một kính này và đi kèm là sẽ có một pin. Còn cái này là để cái hộp để đựng pin tiểu cô bác anh chị mình, kèm theo một sạc này và kèm theo chân cô bác anh chị mình nhá. Đấy, laser 5 tia xanh T20 Hukan giá chỉ có là 690.000. Ấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Ấy, dòng này là dòng tia xanh cô bác anh chị mình. Ấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Thân máy mài các bác nhá. Ấy, cái này thì quá chắc chắn luôn. Ấy, bên em đang thanh lý với giá chỉ gọi là 500.000 một thân thôi cô bác anh chị mình. 500.000 một thân các bác nhá. Ấy, motor Brookless này. Xài đá là đá một tấc các bác nhá. Thân máy này. Máy hàn mic không khí cô bác anh chị mình nhá. Hàng này là hàng Kingwell, hàng chính hãng cô bác anh chị mình. Cái này là mình không cần xài khí, mình xài cuộn thuốc các bác nhá. Và đợt này thì bên em có chương trình khuyến mại sẽ tặng kèm thêm một cuộn thuốc 1 ký cho cô bác anh chị mình khi mua máy hàn mic không khí này. Đây, tặng kèm một cuộn thuốc như thế này để cho cô bác anh chị mình về sử dụng nhá các bác nhá. Đi kèm này. Đấy, thì sẽ có dây hàn, kìm hàn, kẹp mát này. Đấy, lúc nào thì các bác mà muốn hàn que thì các bác bật sang chế độ hàn que cho em nhé. Còn nếu như các bác nào mà hàn cuộn thuốc 0.8 này, 1.0 thì các bác bật theo tương ứng cho em này. Đây, ok chưa? Rất dễ sử dụng luôn. Đấy, và đi kèm là sẽ có này, súng mic này. Đây, ok chưa? Đấy, và chương trình khuyến mại thì đợt này thì bên em sẽ tặng kèm một cuộn thuốc mà giá thì bên em đang bán với giá là 1.750.000 cô bác anh chị mình. 1.750.000 tặng kèm một cái cuộn thuốc như thế này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, mic không xài khí các bác nhá. Đấy, cuộn thuốc thì về các bác bỏ vào đây. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái máy hút bụi mini cầm tay để hút bụi trong ô tô của bác anh chị mình nhá. Đấy, cái này thì bác nào mà hay làm văn phòng thì cô bác anh chị mình cũng xài được cái loại này luôn, hút bụi ngóc ngách của bàn ghế này. Đấy, hoặc là máy vi tính này. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn cô bác anh chị mình. Đây các bác nhá. Đấy, phía đầu là có cái chổi để đánh như thế này, để ở đâu mà có bụi bặm. Đấy, các bác có thể hút vào. Và đây, khi mà các bác dùng xong thì các bác có thể mở cái khúc này ra để vệ sinh cho em nhé. Và đặc biệt thì nó có thêm một cái túi này để mình thay, lúc nào mà cái trong này hỏng thì mình có thể thay ra cho em nhé. Đấy, giá chỉ có là 590.000 thôi cô bác anh chị mình. 590.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, đèn ốp tường các bác này. Đấy, cái này thì các bác ốp cổng này. Đấy, cái này thì sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Ban ngày thì nó sẽ hấp thụ năng lượng và ban đêm là nó sẽ tự phát sáng. Và đặc biệt là mình có thêm mắt thần để khi người đi ngang qua là nó sẽ tự sáng các bác nhé. Ban ngày nó sẽ tắt như thế này, nhưng mà đến ban đêm là nó sẽ tự phát sáng này. Cái này thì các bác có thể ốp vào bờ tường cho em này, ngay cổng hoặc là
các hành lang đi lại này ở đâu có tiếp xúc ánh nắng mặt trời là được này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 85.000 cô bác anh chị mình nhá. Và tiếp cho cô bác anh chị mình khoan 10 ly Dekton cô bác anh chị mình nhá. Cái này thì model của máy là DKID550. Đấy. Đấy, máy chảy rất ngon luôn, đầu 10 ly các bác này. Đấy, đầu 10 ly này. Hàng Dekton, hàng chính hãng các bác nha. Bên em đang bán với giá là 450.000, có điều tốc ngay chân cò này, có đảo chiều đây luôn cô bác anh chị mình nhá. 450.000 này. Gia đình hay đi kiến công trình thì không phải chê nữa rồi các bác nha. Đấy, giá chỉ có là 450.000 thôi. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái dòng bu lông Bosun hàng chính hãng cô bác anh chị mình nhá. Đấy, rất ngon này. Đấy, cái này thì công suất của nó là lực của nó là 550 Newton này. Đấy. Đầu đặc các bác nha, bộ sẽ đi kèm là sẽ có là hai pin 10 cell các bác nha, và sẽ một sạc bàn như thế này. Ok chưa? À, đây là có các chế độ mảnh nhẹ này, à, nhẹ nhất này, chế độ mảnh cực kỳ luôn, à, chế độ ba chế độ mảnh nhẹ này, giá chỉ có là 1.499.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 1.499.000 này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình kim chỉ cô bác anh chị mình nhá. Ở trong này thì có hai tầng chỉ này. Đấy, ở phía trên này thì chỉ có kim và kéo này. Đấy, và thước các bác nhá. Đấy, giá bên em đang thanh lý với giá là 35.000 một hộp thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô máy cắt cỏ pin cô bác anh chị mình nhá. Đầy đủ phụ kiện sẽ có là hai pin một sạc này và lưỡi cắt cô bác anh chị mình. Đấy, rất tiện lợi cho cô bác anh chị nào mà hay đi ngoài đồng này. Đấy, không thích làm việc ở trong nhà mà thích đi mọi nơi cho em này. Đấy, giá chỉ có là 460.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 2 pin 5 cell các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình một cái dòng quạt hu can cô bác anh chị mình. Cái này thì mình vừa xài pin này, vừa xài điện các bác nhá. Đấy, đây là xài pin này, bác nào mà sử dụng chân pin phổ thông này thì cô bác anh chị mình có thể xài cái máy này các bác nhá. Đấy, bộ đi kèm là sẽ có là một mã thân máy này. Em sẽ bỏ thêm cho cô bác anh chị một cục pin này, kèm theo một cái sạc như thế này. Đấy, cái này thì mình vừa cắm điện vào quạt và mình có thể sạc được cả pin luôn cô bác anh chị mình. Đấy, rất tiện và sử dụng các bác nhá. Và đợt này thì bên em sẽ tặng kèm cho cô bác anh chị mình một cái túi này, một cái túi để đựng quạt luôn để các bác có thể đi du lịch mọi nơi cho em. Đấy, rất thích hợp cho bác nào mà ở nhà mà có trẻ nhỏ hay bỏ dưới chân giường này, hoặc là đi du lịch picnic này, hoặc là mình đi nằm viện như thế nào đấy thì cô bác anh chị mình có thể mua cái dòng quạt này. Cái này thì mình có thể xoay lên xoay xuống được này, hoặc là các bác có thể ngoắc lên cửa sổ cũng ok này, có móc đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, giá chỉ có là 860.000 thôi cô bác anh chị mình. 860.000. Và bây giờ thì em sẽ cắm cho cô bác anh chị mình xem này. Đây, đây là cái lỗ để cho cô bác anh chị mình cắm điện trực tiếp nhá. Đấy, nếu như bác nào mà không thích xài pin mà muốn cắm điện trực tiếp thì cô bác anh chị mình có thể cắm trực tiếp vào đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Và bây giờ em bật quạt này. Đấy, có cái tay nắm để xách luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Ở đây thì có cấp độ số để cho mình bật. Đấy, thích muốn mảnh nhẹ gì các bác có thể bật ở đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn nhá. Còn nếu như bác nào mà không thích xài điện này, đấy, không thích xài điện thì mình xài pin các bác nhá. Đây, bên em sẽ kèm theo cho cô bác anh chị một viên pin như thế này. Đấy, cực kỳ tiện này. Đấy, ok chưa? Đấy. Giá chỉ có là 860.000 thôi cô bác anh chị mình. 860.000 thôi các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. 860.000. Khi các bác xài xong này, khi các bác xài xong mà các bác muốn sạc thì các bác cũng có thể sạc trực tiếp ở đây luôn cho em này. Đấy, ok chưa? 860.000 thôi các bác anh chị mình. Nhanh tay các bác nhá. Số lượng còn 5 cái nữa thôi các bác nhá.